bán được vườn cà phê đang cho thu hoạch. Cách quốc lộ 14 chưa đến 10 phút di chuyển. Đất đỏ cành rừng đến thổ nhưỡng cao, rất thích hợp cho các loại cây trồng. Vườn có diện tích rộng 7.985 m², góc hai mặt tiền, mặt tiền thước dài 70 m, mặt tiền thao dài 109 m. Hiện tại vườn đang trồng chủ yếu cây cà phê và có hơn 10 cây sầu riêng, 60 cây nhãn, ngoài ra còn có cây cam, táo, bơ, mãng cầu và các loại cây trồng khác. Tất cả đều đang cho thu hoạch. Đường hiện trạng là đường đất, đường rộng 3-5 m, đường di chuyển xe ô tô, xe tải vào đến đất đều được. Đây là con đường trước đất, xin mời quý vị cùng xem. Có khu dân cư hiện hữu. Trên đất có một nhà kho và một nhà tạm. Hệ thống tưới nước, đường điện đầy đủ. Điện dân sinh chỉ trong bán kính 3 km. Có chợ, trường học, khu hành chính. Cách trung tâm huyện, bệnh viện đa khoa huyện chỉ 10 km. Đất cách trục đường chính của xã chiếm 100 m và đang chuẩn bị được xã đổ bê tông. Từ quốc lộ 14 đi vào đất bằng đường bê tông rộng 6-8 m. Lô đất với vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, diện tích rộng gần 8.000 m², giá rẻ, địa hình vuông vắng, đang cho thu hoạch ngay. Anh chị mua đầu tư hay làm vườn, để đó trồng cây thu hoạch, mai sau bán hoặc để dành về già, tích sản cho con cháu. Anh chị quan tâm đến lô đất và có nhu cầu muốn sở hữu, hãy kết nối nhanh với em qua số điện thoại 0943828859 để nhận được thông tin chi tiết về lô đất. Chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những sản phẩm tiếp theo.